năm nữ nhân vật quyền lực nhất trong thế giới hiện đại. Trong thế giới ngày nay, sự thay đổi về vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực từ chính trị, tài chính đến văn hóa đã mang lại những đóng góp to lớn cho xã hội. Những người phụ nữ quyền lực không chỉ tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng mà còn định hình tương lai của cả thế giới. Bạn có thể đã nghe đến những cái tên nổi bật như Angela Merkel, Kamala Harris, Christine Lagarde, Jacinda Ardern hay Oprah Winfrey. Họ không chỉ là những nhà lãnh đạo quyền lực mà còn là biểu tượng cho sự vươn lên của phụ nữ. Những cá nhân này đã chứng minh rằng dù ở bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, phụ nữ cũng có thể đạt được đỉnh cao của quyền lực và tầm ảnh hưởng. Qua những câu chuyện thực tế, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những đóng góp, thành tựu cũng như cách mà họ đã làm thay đổi cuộc chơi trên sân khấu thế giới. 1. Angela Merkel, nhà lãnh đạo chính trị đáng kính. Angela Merkel là một ví dụ tiêu biểu về sự bền bỉ trong chính trị. Từ năm 2005 đến 2021, bà giữ vai trò thủ tướng Đức, trở thành một trong những nữ lãnh đạo quyền lực nhất châu Âu và thế giới. Merkel không phải là một nhà lãnh đạo theo kiểu hào nhoáng. Thay vào đó, bà nổi tiếng với phong cách lãnh đạo điềm tĩnh và hiệu quả. Ví dụ, trong cuộc khủng hoảng tài chính châu Âu vào những năm 2008 đến 2010, Merkel đã đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự ổn định của khu vực đồng euro. Thay vì nhượng bộ trước áp lực của các quốc gia lớn khác, bà kiên định trong việc đòi hỏi các quốc gia nợ nần phải tuân theo các biện pháp thắt chặt chi tiêu. Một minh chứng rõ ràng cho sự quyết đoán của bà là cách Đức tiếp cận với vấn đề nhập cư vào năm 2015. Trong khi nhiều quốc gia châu Âu từ chối tiếp nhận người tị nạn, Merkel đã quyết định mở cửa nước Đức, đón nhận hàng triệu người tị nạn từ Syria. Quyết định này gặp nhiều phản đối, nhưng Merkel luôn tin rằng nhân đạo và công bằng là những giá trị không thể thỏa hiệp. Nhờ đó, Đức không chỉ hỗ trợ được hàng triệu người tị nạn mà còn tạo ra một làn sóng thay đổi về cách mà châu Âu nhìn nhận về vấn đề di cư. Di sản của Merkel không chỉ dừng lại ở các quyết định chính trị, bà còn được ngưỡng mộ bởi cách tiếp cận lãnh đạo bằng trí tuệ và sự kiên nhẫn. Điều này giúp bà được gọi là bà đầm thép của châu Âu, người đã khẳng định rằng phụ nữ hoàn toàn có thể dẫn dắt một quốc gia hùng mạnh dù đối mặt với muôn vàn thách thức. 2. Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Kamala Harris, Phó Tổng thống Hoa Kỳ, là một dấu ấn quan trọng trong lịch sử chính trị Mỹ. Khi trở thành người phụ nữ đầu tiên, người da màu đầu tiên và người Mỹ gốc Ấn đầu tiên giữ chức vụ này, Harris đã chứng minh rằng không có giới hạn nào cho phụ nữ trong chính trị. Trước khi bước vào Nhà Trắng, bà đã có một sự nghiệp nổi bật với vai trò là Tổng trưởng lý California và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Ở vị trí đó, Harris không ngần ngại đứng lên đấu tranh cho quyền lợi của những người bị thiệt thòi, bao gồm việc cải cách hệ thống tư pháp hình sự và thúc đẩy bình đẳng giới. Ví dụ điển hình về sự kiên cường của Harris có thể được thấy rõ trong thời gian bà là thượng nghị sĩ. Harris thường đối mặt với những cuộc chất vấn gay gắt từ các đối thủ chính trị nam giới, nhưng bà luôn duy trì sự điềm tĩnh và phản biện sắc bén. Điều này khiến Harris nổi tiếng với khả năng tranh luận mạnh mẽ và luôn sẵn sàng đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu. Vai trò của Harris trong chính quyền Biden không chỉ mang tính biểu tượng mà còn có thực chất. Bà đã đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ khó khăn, từ việc giải quyết các vấn đề về di cư tại biên giới Mexico cho đến các chính sách đối nội quan trọng. Chính Harris đã góp phần trong việc thúc đẩy gói cứu trợ COVID-19, giúp hàng triệu người Mỹ vượt qua thời kỳ khó khăn. Với tất cả những nỗ lực và thành tựu này, Harris không chỉ trở thành một biểu tượng của quyền lực phụ nữ mà còn là tấm gương sáng cho các thế hệ phụ nữ trẻ trên khắp thế giới. 3. Christine Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu. Christine Lagarde là một cái tên không thể thiếu khi nhắc đến các nữ lãnh đạo trong lĩnh vực tài chính toàn cầu. Với vai trò hiện tại là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, ECB, và trước đó là Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế, IMF, Lagarde đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chính sách kinh tế toàn cầu. Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ cả hai vị trí này và đã mang đến những thay đổi quan trọng cho cách thế giới quản lý tài chính và đối phó với khủng hoảng. Lagarde nổi tiếng với cách tiếp cận đầy sáng tạo và linh hoạt trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng tài chính. Một ví dụ điển hình là trong cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu vào những năm 2010, bà đã giữ vai trò quan trọng trong việc đưa ra các gói cứu trợ tài chính nhằm ngăn chặn sự sụp đổ của khu vực đồng euro. Chính nhờ sự lãnh đạo vững chắc của Lagarde mà châu Âu có thể ổn định lại nền kinh tế trong thời điểm đầy sóng gió này. Không chỉ dừng lại ở việc quản lý khủng hoảng, Lagarde còn là người đấu tranh mạnh mẽ cho sự bình đẳng giới trong ngành tài chính.
bà luôn khuyến khích phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo và đã tạo ra một môi trường công bằng hơn trong các tổ chức tài chính quốc tế. Sức ảnh hưởng của Christine Lagarde không chỉ là trên giấy tờ mà còn có tác động thực sự lên cách mà cả thế giới quản lý tài chính. Lagarde là minh chứng sống động rằng phụ nữ có thể làm thay đổi thế giới tài chính, thậm chí trong những lĩnh vực thường bị coi là đất diễn của nam giới. 4. Jacinda Ardern, nữ thủ tướng trẻ tuổi và quyền lực của New Zealand. Jacinda Ardern không chỉ là thủ tướng của New Zealand mà còn là biểu tượng của sự lãnh đạo nhân ái, nhạy bén và tiên phong trong việc thay đổi cách nhìn về phụ nữ trong chính trị. Ardern lên nắm quyền vào năm 2017, khi chỉ mới 37 tuổi, và nhanh chóng trở thành một trong những lãnh đạo trẻ tuổi nhất thế giới. Tuy nhiên, điều làm nên sự nổi bật của Ardern không chỉ là tuổi tác, mà là cách bà điều hành đất nước trong những thời điểm khó khăn và đầy thử thách. Một trong những dấu ấn mạnh mẽ nhất của Ardern chính là cách bà xử lý vụ thảm sát tại hai nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch vào năm 2019. Thay vì chỉ đưa ra những lời chia buồn thông thường, Ardern đã thể hiện sự đồng cảm sâu sắc bằng cách đến tận nơi, ôm chầm lấy gia đình các nạn nhân và đưa ra những hành động cụ thể. Chính quyền của bà đã nhanh chóng ban hành các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ nhằm ngăn chặn thảm kịch tương tự trong tương lai. Bằng những hành động này, Ardern đã cho thấy sự dũng cảm và quyết đoán của mình, đồng thời khẳng định rằng lòng nhân ái không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh thực sự trong chính trị. Ardern cũng nổi tiếng với cách tiếp cận trong việc đối phó với đại dịch COVID-19. New Zealand, dưới sự lãnh đạo của bà, đã có những biện pháp nghiêm ngặt và sớm hơn nhiều quốc gia khác để kiểm soát dịch bệnh. Điều này giúp New Zealand trở thành một trong những quốc gia thành công nhất trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus. Sự minh bạch, thông tin rõ ràng và thái độ chăm sóc của bà dành cho người dân đã củng cố niềm tin của công chúng vào lãnh đạo. Ngoài ra, Jacinda Ardern còn được biết đến với việc mang thai và sinh con khi còn đang tại vị, một sự kiện rất hiếm hoi trong giới chính trị. Qua câu chuyện này, bà đã trở thành một hình mẫu mạnh mẽ cho phụ nữ trên khắp thế giới rằng họ hoàn toàn có thể cân bằng giữa cuộc sống gia đình và sự nghiệp chính trị, phá bỏ định kiến rằng phụ nữ không thể làm cả hai điều đó cùng lúc. 5. Oprah Winfrey, biểu tượng văn hóa và sức ảnh hưởng toàn cầu. Oprah Winfrey là một hiện tượng trong ngành truyền thông và văn hóa đại chúng toàn cầu. Bà không chỉ là một người dẫn chương trình truyền hình, mà còn là một doanh nhân, nhà từ thiện và người ủng hộ cho quyền phụ nữ và các nhóm yếu thế. Từ một tuổi thơ đầy khó khăn, Oprah đã vươn lên trở thành một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lĩnh vực giải trí và tầm ảnh hưởng của bà lan rộng ra cả thế giới. Chương trình The Oprah Winfrey Show của bà kéo dài suốt 25 năm đã không chỉ đơn thuần là một show truyền hình giải trí. Oprah đã dùng nền tảng này để nói về những vấn đề quan trọng như phân biệt chủng tộc, bạo lực gia đình, tâm lý học và cả những câu chuyện đầy cảm hứng từ những người bình thường. Qua việc phỏng vấn những nhân vật nổi tiếng và chia sẻ những câu chuyện cá nhân của mình, Oprah đã tạo ra một không gian mà mọi người cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu. Oprah cũng nổi bật với các hoạt động từ thiện của mình. Từ việc sáng lập Học viện Nữ sinh Oprah Winfrey tại Nam Phi đến việc đóng góp hàng triệu đô la Mỹ cho các tổ chức từ thiện, bà đã dùng sự giàu có và ảnh hưởng của mình để mang lại sự thay đổi thực sự trong cuộc sống của người khác. Một ví dụ đáng chú ý là quỹ Oprah Winfrey Charitable Foundation đã giúp hàng ngàn trẻ em và phụ nữ vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, mở ra cho họ những cơ hội mới. Ngoài ra, Oprah còn là một trong những người đứng sau phong trào thăng Me Too, ủng hộ mạnh mẽ cho quyền của phụ nữ bị xâm hại và phân biệt đối xử. Bài phát biểu của bà tại lễ trao giải quả cầu vàng năm 2018 đã trở thành một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng của phong trào này. Qua đó, Oprah khẳng định rằng những câu chuyện của những phụ nữ bị lạm dụng cần được lắng nghe và hành động, không chỉ trong giới giải trí mà trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Oprah Winfrey không chỉ thành công về mặt tài chính, mà còn trở thành biểu tượng về lòng nhân ái, sự kiên trì và sức mạnh tinh thần. Bà đã chứng minh rằng quyền lực không chỉ đến từ chính trị hay kinh tế mà còn đến từ sự ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa và tâm lý cộng đồng. Ý nghĩa cuộc sống. Những nữ nhân vật như Angela Merkel, Kamala Harris, Christine Lagarde, Jacinda Ardern và Oprah Winfrey đã cho chúng ta thấy rõ rằng quyền lực của phụ nữ không giới hạn trong bất kỳ lĩnh vực nào. Họ đại diện cho những câu chuyện vươn lên từ khó khăn, từ những thách thức trong cuộc sống cá nhân đến việc gánh vác trách nhiệm lớn lao trong chính trị, kinh tế và văn hóa. Quyền lực của họ không chỉ là khả năng kiểm soát hoặc ra quyết định, mà còn là khả năng truyền cảm hứng, thay
thay đổi tư duy và tạo ra những thay đổi thực tế trong cuộc sống của hàng triệu người. Qua những câu chuyện và hành động của mình, họ đã khẳng định rằng quyền lực không chỉ nằm ở vị trí lãnh đạo hay sự giàu có, mà còn ở khả năng ảnh hưởng và tác động đến cuộc sống của người khác. Những người phụ nữ này đã và đang tiếp tục viết nên trang sử mới về sự bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại. Điều đáng chú ý là những câu chuyện này cũng là minh chứng cho ý nghĩa cuộc sống, không phải quyền lực được đo bằng sự thống trị hay kiểm soát, mà là khả năng làm cho thế giới tốt đẹp hơn thông qua lòng nhân ái, sự dũng cảm và trí tuệ. Phụ nữ, với khả năng lãnh đạo độc đáo của mình, đã và sẽ tiếp tục dẫn dắt chúng ta đến những thay đổi mang tính đột phá, hướng tới một thế giới bình đẳng, đa dạng và nhân văn.